Jess muốn gì đấy? Bánh sao? Tuyệt vời! Vậy thì sẽ được thực hiện, đúng không các bạn? Mọi thứ sẽ được thực hiện một cách nhanh nhất có thể. Hãy bắt đầu với bột cho chiếc bánh ngon khủng khiếp của tớ. Chúng ta sẽ cần trộn bột mì, đường, sữa và quả trứng nữa. Hoàn hảo! Bây giờ thì thành phần bí mật. Màu đỏ, dài, dai, siro dâu tây. Ôi, các bạn nghĩ gì sao? Máu? Không, bởi Jess sẽ không đánh giá cao điều đó đâu. Thôi đủ rồi, bây giờ cần trộn mọi thứ đến khi mịn. Bây giờ thì đổ thành cái hình tròn. Và tạm biệt cho nó trong 10 phút đến khi nó chín nhá. Nó chắc là hoàn hảo lắm đây. Bánh của mình đã sẵn sàng lâu lắm rồi. Mùi không thể tin được luôn. Bây giờ hãy để nó nguội và sau đó cắt nó thành những cái bánh bằng nhau nhé. Ôi trời ạ, cái này sẽ tuyệt vời lắm đấy. Hãy nhìn mà xem. Không có kiểu bánh nào mà không thể làm việc và không có kem nhá. Vậy thì chúng ta sẽ phết một đống kem vào những giữa lớp các lớp như thế này. Đó. Mình nghĩ bánh kem của mình có thể có thêm một ít màu mè. Mình có sô-cô-la nhiều màu ở ngay tại đây rồi. Và bây giờ mình sẽ cho vào trong cái nước này và đợi nó tan chảy ra. Thôi, nhìn nó hay thật đấy. Nhất là đặc biệt là cái chiếc bánh này. Bánh của mình mới sẽ là tuyệt vời. Bây giờ thì Nutella một cái lọ to này đủ rồi đấy. Hãy thử trước, nếm khi nấu ăn là rất quan trọng. À, không được đủ rồi, hãy thêm nhá. Ôi, mình chắc chắn là no lắm rồi. Ôi, mình đã thử nó mà, vì vậy mình là hơi no. Ôi, đấy, mình cho thêm trứng, đường, bột, đó, như thế này này. Hoàn hảo. Bây giờ mình sẽ trộn nó lên. Đấy, thế là xong rồi. Bây giờ chúng ta cho vào như này nhá. Ôi, trời à, cái này to quá rồi. À, mình có ý tưởng này rồi. Mình có tay của Iron Man. Nó sẽ giúp mình nhanh chóng nướng bánh lên. Ồ, xong rồi. Bây giờ chúng ta sẽ kéo nó ra nhá. Đó, tuyệt vời lắm. Bây giờ thì cho thêm M&M nhá. Tuyệt vời chưa? Thêm 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 nhiều nữa vào. Ôi, bánh của mình đã sẵn sàng rồi. Vậy thì chờ một chút nhá. Nào, bây giờ tắt cái này đi nhá. Tuyệt lắm. Đấy. Bây giờ thì mình cắt nó ra. Nhưng mà rất là tốt, mình có móng tay rất dài. Sẵn sàng chưa? Đấy, bây giờ thì chúng ta phải cho kem vào trong một giữa như thế này. Đó, vài lớp nhá. Bây giờ thì phải bôi nó ra khắp nơi. Hoàn hảo. Nào, nhanh lên nhện ơi. Đến với cả bánh đi. Quá là hoàn hảo. Ôi, trời ạ, thế là sô-cô-la của mình xong rồi. Đấy, bây giờ thì rất là tuyệt vời. Bây giờ mình sẽ đổ tất cả mọi thứ vào trong này. Nhưng mà đừng có trộn lên nhá. Cái này rất là quan trọng đấy. Và sau đó chúng ta sẽ đổ nó thẳng lên trên bánh như thế này này. Hãy nhìn mà xem. Trời ạ, quá là đẹp tuyệt vời luôn. Hoàn hảo. Ồ, mọi người đã xong rồi sao? Nào Jess, bây giờ thì đến lượt em thử rồi đấy. Wow, bây giờ thì hãy xem nhá. Mình sẽ thử với chiếc bánh này. Bây giờ hãy cắt nó ra nhá. Hơi khó nhá. Có lẽ là nó sẽ ngon. Thử nào. Eo ơi, trời ạ, cái gì đây nữa? Thôi được rồi, chúng ta có gì ở đây nữa đây? Wow, chiếc bánh này trông thật là sáng màu. Mình rất là muốn thử rồi. Ngon quá. Wow. Còn đây là cái gì nữa đây? Ôi, nhện sao? Ôi, trời ạ. Thôi không sao, hơi đáng sợ đấy. Nhưng mà chúng ta vẫn nên thử. Thử nhá.
Wow, vị rất là tuyệt vời. Trời ạ, à, nó tan chảy trong miệng tớ luôn. Từ từ đã. Nhau ơi. À, nhen. Ôi không, trời ạ, à, đáng sợ quá. Nào, bây giờ thì á, cái này chắc chắn là thắng rồi. Ôi, cảm ơn nha Jess. Em muốn ăn bỏng ngô. Mọi người có thể làm được chứ? Thật là ngọt nhá. Không vấn đề gì đâu Jess. Bây giờ hãy làm bỏng ngô ngon nhất trong cuộc sống của các bạn đi. Ôi, bởi vì là đầu bếp tài năng nhất trái đất nên là mình sẽ nấu nó trong một cái bán cầu sô-cô-la như này. Bây giờ thì á, sẽ cho lấp đầy vào khuôn. Và... đấy, đúng rồi. Chúng ta sẽ cho cái này vào đây. Hoàn hảo. Chúng ta đã có một quả bom. Ôi, nhìn trông rất là buồn cười đấy. Tớ sẽ làm bóng bỏng ngô cổ điển mà em bé Jess rất là thích. Và mình sẽ có bỏng ngô từ ngô. Nhưng mà làm nào để lấy bây giờ nhỉ? À, mình có ý tưởng rồi. Mình sẽ đặt nó ngay trên chảo. Và bây giờ thì cho thêm cả Skittles lên nhé. Nào, bây giờ thì hãy đậy nắp vào và đợi. Ồ, mình nghe thấy tiếng hay lắm đây. Nào, xem nào. Mình vẫn cần phải mở nó ra. Nào, răng ơi. Nào, em thích cái này không? Đấy, cần phải hút hết cả máu không? Ê, cái vị này ghê quá. Trời ạ, à, đồ ăn của con người thật ghê tởm. Đấy. Đó, thế là mình sẽ trang trí một chút như này nhá. Cái này á, sẽ là một cái bí mật thú vị. Và bây giờ thì cho thêm siro sô-cô-la vào nhá. Ôi wow, trời ạ, à, hãy xem nhá. Wow, trời ạ, à, thật là tuyệt vời. Chúng ta hãy cho vào trong đĩa nhá. Ôi, thế là xong rồi. Wow, trời ạ, à, mọi thứ trông thật là tuyệt vời. Cái này là cái gì nữa đây? Quả bom sao? Ôi, trời ạ, à, nó nổ mất rồi. Ôi, trời ạ, à, ai có thể nghĩ ra điều này chứ? Ô, cái gì thế này? Cái gì nữa đây? Trời ạ, à, cái này ngon thật đấy. À, trời ạ, à, một bộ sơ sao? Ôi, nó sợ quá. Nó làm hỏng hết cái vị giác của mình rồi. Heo ơi, thật là ghê tởm. Cái này là cái gì đấy? Wow, hãy thử nhớ. Ồ, ngon thế. Trời ạ, à, mình thực sự rất là thích cái này luôn. Cái này chắc chắn là thắng rồi. Yeah, trời ạ, à, thắng rồi. Nào, bây giờ á, thứ cuối cùng mà em muốn thử đó là bánh donut. Nhanh lên nhá, em đói lắm rồi đây này. Nào, mọi người đã nghe và tuân lệnh chưa? Vậy thì bắt đầu làm thôi. Ôi, Dracula đang âm mưu một cái gì đó. Ôi, tại sao lại làm nhanh thế nhở? Chuyện gì vậy? Ôi, bánh donut của mình đã sẵn sàng. Các bạn thích không? Ôi, mình không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Nhưng mà không biết là làm nhanh như nào. Không sao cả, mình có thể làm được. Đó, bây giờ thì chúng ta sẽ cho sữa, đường, bột vào đây. Theo đúng cái những thứ mà mình cần. Đó, bây giờ thì à, mình sẽ xay nó lên. Và đợi nó một chút nhá. Mình sẽ dùng cái máy này. Thật là tuyệt vời. Đó, bây giờ mình đã cho vào trong cái này rồi. Và... đó, an toàn là trên hết nhá. Bây giờ thì lửa một chút nào. Em thích không? Còn em thì sẽ có bánh mì donut. Cái này sẽ rất là ngon lắm đấy. Đó, em có mọi thứ rất là ổn rồi. Cái này là cái gì nữa đấy? Đúng rồi, mình cần một cái thứ rất là tròn. Đó, ổn chưa? Tuyệt. Bây giờ thì mình sẽ thành
Karate Kid. Đó, thật là tuyệt vời. Đấy, ngón tay của mình đã làm xong hết việc rồi. Bây giờ thì mình sẽ cho kem lên trên như này nhé. Và tất nhiên là kẹo nớt rồi. Ôi, thật là chán. Ôi, bây giờ thì đầu bếp đang làm gì vậy? Cổ cậu ấy trông thật là đẹp. Mình có một ý tưởng tuyệt vời rồi. Cái này thì giúp cậu nhớ đến cái gì? Chúng ta sẽ làm một cái bể bơi. Và cái bánh donut này sẽ làm như cái phao cứu sinh của Barbie nhá. Đây, sẵn sàng rồi. Ôi không, các bạn không hiểu đâu. Mình vẫn chưa xong mà. Mình biết là các bạn rất là thích coi vòi vật giống mình. Mình đã cho thêm răng nanh. Tất nhiên là thêm cả một ít siro nữa rồi. Sẵn sàng. Hoàn hảo. Wow, trời à, mọi thứ thật là tuyệt vời. Cái này là cái gì đấy? Nó vị cũng ổn đấy chứ. Nhưng mà cái gì tiếp theo? Wow, cái này nhìn trông lạ thật đấy. Nhưng mà để xem nhá. Trời ạ, ngon thế. Ôi, cái này ngọt quá. Ôi, trời ạ, nhìn donut này đi. Wow, trông cái này buồn cười quá với cái bộ răng này. Có vẻ như là Dracula làm cái này rồi. Cái này ngon quá. Wow, cái này là cái gì nữa đây? Trời ạ, Barbie mới này. Ôi, đây là bánh donut sao? Thật là tuyệt đẹp. Trời ạ, lại còn với cả topping như thế này nữa chứ. Ôi, thật là hoàn hảo. Cái này chắc chắn thắng rồi. Ôi, ai tốt nhất ở đây rồi? Ôi không, Jess. Em phải nói rằng bánh donut của anh ngon nhất. Đó, em đã làm sai rồi. Bánh của Dracula mới là tuyệt vời nhất rồi. Ôi vâng, tuyệt vời. Mọi người có nhìn thấy không? Ờ, chuyện gì vậy? Bây giờ thì em bé sẽ muốn biết gì. Và em bé cũng rất là thích dưa hấu. Được rồi, chúng ta cùng xem nhé. Nếu mà em gái mình thích ăn dưa hấu, vậy thì đây, xin mời. Mình nghỉ ngơi đây, hay gọi bao giờ mình thắng nhé. Nào, đầu tiên mình sẽ làm tất cả mọi thứ. Ôi, chuyện gì vậy? Ồ, đây là dưa hấu mà. Và bàn nữa này, đừng ngã nữa nhé. Ôi, cảm ơn, trời ạ. Ồ, dưa hấu đây rồi. Bây giờ bà sẽ cắt một cái món rất là tuyệt vời. Để làm điều này, bà sẽ cần cắt cái này ra. Và bà sẽ dùng cái máy xay này. Ôi, sao nó rung mạnh thế? Điều chính là không được làm trượt. Bây giờ bà sẽ làm tất cả những thứ. Chỉ còn ra những cái hột thôi. Ôi trời ạ, thế mà cũng nói được. Dưa hấu? Nope. Không. Mình nghĩ là tuyệt vời hơn nếu mà làm bánh dưa hấu. Như thế này tuyệt vời hơn. Chắc chắn em bé sẽ rất thích thôi. Đấy, mình đã làm xong hết rồi. Bây giờ chỉ cần phải nướng nó lên. Nhưng mà trước đó mình cần phải đổi màu đã. Mình mới mua những cái màu này. Rất là muốn thử rồi đây. Mình sẽ bắt đầu từ cái này. Rất là ngon. Thôi được rồi, đổ vào Skittles vào đây nhá. Và sau đó ngoáy tất cả mọi thứ lên. Các bạn hãy nhìn xem màu tuyệt vời này chưa? Sao rồi? Bây giờ thì cái khó khăn nhất làm xong rồi. Đến lúc phải cần phải nướng nó lên nhá. Bây giờ thì hãy vào đây nhá em gái. Và trong khi các bạn đang nướng, mình sẽ có thể tập tành một tí. 1, 2. Lạ thật đấy. Nhưng mà thôi được rồi. Bây giờ thì mình sẽ cho gel vào đây. Và cả mật ong nữa nhá. Đấy, sáng nay bà vừa tự lấy đấy. Bây giờ bà sẽ đổ vào đây như thế này nhá. Đó, thế này đấy. Ôi,
Trời ạ, cái này là cái gì nữa đây? Ôi, không được, bà sẽ không cho cái này đâu. Nào, đi ra đi nhanh lên. Bà đã bảo là rồi. Ôi, ai? Ôi, trời ạ, chết rồi. Ôi, chuyện gì xảy ra vậy? Đau thế. Ôi, còn cái này thì rất là buồn cười. Ôi, trông đáng yêu thật đấy. Nào, bây giờ thì cho cái tầng cuối cùng lên. Sau đó, dùng dao mình sẽ cắt hình nó cần thiết. Và hình đó sẽ là một nửa vòng tròn. Đấy, bây giờ thì có thể dùng kem rồi. Ôi, bạn phải biết rằng cái kem này ngon thực sự. Liếm cả ngón tay luôn. Nhưng mà bây giờ mình sẽ dùng cái này. Và mình sẽ bôi nó ra. Sẵn sàng. Bây giờ thì mình sẽ cần sự nghệ thuật của mình. May mà đã được học trước rồi. Mẹ đã gửi mình đi học mỹ thuật. Đấy, thêm một vài nữa thôi. Và nó rất là giống với cả dưa hấu đây. Xin mời các bạn, bánh dưa hấu hoàn hảo. Wow, trời ạ. Cái này tuyệt vời quá. Đầu bếp làm tốt quá. À, đúng rồi, bà cần phải cắt nó ra mà. Sẵn sàng rồi. Bà nghĩ là bà cũng làm rất tốt. Và tất cả những thứ mà bà cuốn, đấy, rất hoàn hảo và tuyệt vời. Bây giờ bà sẽ cắt nó ra. Và như thế này. Thật là buồn. Cái như thế này không trồng trong rực vườn bà. Wow, bà ơi, bà tự làm cái món này sao? Wow, trông thật tuyệt vời. Ôi, nhưng mà chỉ cho mỗi cái này thôi mình thấy hơi xấu hổ rồi đấy. Chắc là mình sẽ nghĩ ra cái này. Bây giờ mình sẽ đổ cái này vào đây. Vậy thì chắc chắn là dưa hấu nó sẽ có vị rất là ngon. Cái này thì hay hơn nhiều. Ôi, mình thật là tuyệt vời. Oh wow, mọi thứ trông ngon quá. Thế còn cái này là cái gì nữa đây? Thạch dưa hấu sao? Wow, điên mất, cần phải thử nó thôi. Cái này ngon thật đấy. Như kiểu mật ong vậy. Mà mình rất là thích mật ong. Mình rất là thích, tuyệt. Còn cái này là cái gì? Ôi trời ạ, tại sao lại có Fanta không ở đây này? Mình thử nhá. Bây giờ mình sẽ cắt có gì bên trong. Oh wow. Trời ạ, lần đầu tiên mình thấy dưa hấu có màu hồng xanh như thế này. Tuyệt vời quá, cần phải thử thôi. Trời ạ, dưa hấu có vị của Fanta. Còn đây là cái gì? Còn đây chỉ là một nửa dưa hấu thôi sao? Thôi được rồi, để mình cắt ra nhá. Cái gì? Đây là bánh cầu vồng hình dưa hấu sao? Mẹ ơi, trời ạ, đây là ước mơ của mình mà. Ngon quá. Đầu bếp ơi, đầu bếp là tuyệt vời nhất. Cái này thắng rồi. Oh yeah, mình tuyệt vời nhất. Nghe thấy chưa? Tôi tốt nhất. Em bé lần này, em bé sẽ yêu cầu cái gì? Wow, bánh Oreo sao? Hay phết đấy chứ. Chờ mình một giây, mình sẽ mang con át chủ bài ra. Mình luôn có một hộp sô-cô-la khác từ thế giới khác nhau. Mình chỉ sử dụng nó trong những thử thách rất quan trọng như thử thách này thôi. Những thanh sô-cô-la hoàn hảo. Mình cần làm 100 chiếc như này. Đó, thêm sô-cô-la nữa vào. Và thêm nữa. Và thêm. Không, mình sẽ không dừng đâu. Còn bây giờ thì sẽ dùng những cái thứ rất là dễ cháy này. Và bây giờ chúng ta sẽ làm tan chảy sô-cô-la ra. Hãy viết lại đi. Đây là cách tuyệt vời nhất mà có thể làm được sô-cô-la. Sẵn sàng. Bây giờ thì cầm lấy nhá. Ôi, nóng quá. Ôi trời ơi, quá nóng. Nhưng mà cần phải đổ nó ra. Và mình có thể làm được. Xong rồi. Ôi trời ạ, tay thì suýt chỉ mất luôn. Ôi, thế mà cũng gọi là chuyên nghiệp. Chưa bao giờ nghe thấy bằng găng tay sao? Bây giờ bà đã nhào bột cho những chiếc bánh quy sau này.
Bây giờ bà cho thêm cacao vào nó để nó thành sô-cô-la. Đó, đây là những gì tuyệt vời nhất. Đó, bà sẽ làm những cái hình như thế này tròn tròn. Và bà sẽ cho vào trong bánh waffle nhá. Sẵn sàng rồi. Ôi trời ạ, nhìn chúng đẹp chưa này. Chắc chắn cháu gái sẽ thích rồi. Kết, cháu nghĩ sao? What? Bà ơi, tại sao cần phải làm bánh quế? Trời ạ, em gái vẽ bánh Oreo mà. Mở cái hộp này ra, đổ ra và sẵn sàng rồi. Thôi được rồi bà ơi, bà đừng buồn. Lần sau cháu cũng sẽ nhắc cho bà cần làm gì. Ôi, chúng ngon quá. Trời ạ, mình chắc là cần thử một chiếc thôi. Nếu mà mình ăn một chiếc thì chắc không ai nhìn thấy đâu. Ôi trời ạ, cái này thật là tuyệt vời. Trời ơi, mình cần ăn thêm. Ngon quá trời ạ, sao nhiều thế này. Ôi, có lẽ cần phải dừng cháu ấy. Hãy viết trong phần bình luận nhé. Còn bà thì sẽ làm tiếp theo như cách của bà làm. Waffle nhá, sau đó bơ lạc. Đấy, thêm waffle nữa là sẵn sàng rồi. Đấy, Oreo hoàn hảo từ bà. Thế còn sếp thì sao? Sao? Bây giờ mình sẽ làm bánh Oreo hoàn hảo. Đấy, sô-cô-la, thêm nhân và thêm sô-cô-la. Và bây giờ chỉ cần bỏ những cái thứ này ra nữa thôi, như trong cái bánh thực sự của nó vậy. Tuyệt, thật là hoàn hảo. Đã sẵn sàng rồi. Thế còn Kate thì đang làm gì? Ôi vâng, cái này là cái cuối cùng rồi. Từ từ chờ đã, cái cuối cùng sao? Trời ạ, mình đan hết cả nhân rồi. Phải làm gì bây giờ? À đúng rồi, mình có Hubba Bubba mà. Nó rất là ngon. Và có thể thổi bóng rất là tuyệt vời từ nó. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem nhé. Tuyệt. Đấy, bây giờ thì mình sẽ cho cái này thay vì nhân nhé. Nó sẽ vừa đẹp, vừa ngon luôn. Mình rất là muốn xem em gái mình sẽ như thế nào. Wano, Wano. Trời ạ, mình đã sẵn sàng để thử những món ngon này rồi. Wow, trời ạ, bánh Oreo to quá. Mình muốn ăn thử nó. Oh wow, đây là sô-cô-la này. Nhưng mà nó không dễ ăn tí nào cả. Thôi được rồi, mình sẽ để cái này ở đây đã nhá. Còn cái này thì sao? Trông cũng ngon phết đấy chứ. Cũng không tệ chút nào, nhưng mà cũng không ngon lắm. Thế còn cái này thì trông hay rồi đấy. Có vẻ như là Oreo, nhưng mà bên trong lại màu hồng. Oh wow, trời ạ, đây là kiểu cao su này. Wow, ngon quá. Vừa ngon vừa vui. Mình rất là thích cái món này. Ôi, mình tự hỏi là sẽ có bong bóng như nào. Wow, tuyệt. Món này chắc chắn là sẽ thắng rồi. Chị giỏi lắm. Cái gì, nghiêm túc sao? Wow, thắng rồi sao? Thật là tuyệt vời. Đầu bếp, sao vậy? Có cái gì đâu mà. Lần này, mình muốn ăn bánh pancake nha. Ôi, cái này thì dễ thôi. Bà sẽ làm chiếc bánh pancake ngon nhất luôn. Ôi, có gì đâu. Mình sẽ làm chiếc bánh pancake ngon nhất rồi. Sẽ không cho phép ai trở thành người giỏi nhất. Ôi, làm nào để nấu pancake nhờ? Thôi được rồi, mình sẽ làm... chắc là cho hết vào mọi thứ vào trong cái máy này là được mà. Chắc là mình bắt đầu từ trứng nhá. Sau đó cho sữa vào. Và sau đó cho thêm bột vào. Mình nghĩ là như này là đủ rồi. Ôi, cái này vui thật đấy. Bây giờ thì ngoài lên là được. Mẹ ơi! Trời ơi, chuyện gì vậy? Ôi, mình quên mất là phải đóng cái này rồi. Trời ạ, bây giờ bột khắp nơi. Nhưng mà mình có cái bột rồi. Bây giờ chỉ cần đổ nó ra như thế này là được. Chắc là lần đầu tiên trông hoàn hảo đấy chứ. Còn giữa bà và đầu bếp đang có một cuộc đấu tranh rồi. Bà ơi, bà đừng làm hỏng cái đấy nhá. Bà làm mọi thứ đều ổn. Bây giờ bà đang bắt đầu rồi.
Ôi trời à, dán trên cái này sao? Buồn cười thật đấy. Ôi. Hãy nhìn xem cái này đây này. Đây mới là chảo dành cho pancake đây này. Ôi thế mà cũng nói. Bây giờ à, bà sẽ đổ cái này ra để à, không có gì bị hỏng. Trời à, bà có cả một sông dầu trong đấy kìa. Để không làm điều đó, mình đã có cái này rồi. Rất là hoàn hảo. Và bánh pancake của mình sẽ không chỉ ngon mà còn hoàn hảo. Đấy, có thể không cố gắng. Ôi, nhìn bà có thể làm gì đây này. Chắc chắn là chưa học đâu. Đây á, là những thứ bà làm từ lâu. Ui, có gì đâu. Hãy nhìn đây này. 4 chiếc nhá. Cùng bay lên và rơi thẳng vào trong chảo. Nhìn thấy chưa? Ôi, có vẻ như là căng lắm đây. Nào, để xem cậu làm gì đấy. Ôi trời ạ, chuyện gì vậy? Mình đã nấu xong cái bánh pancake của mình rồi. Bây giờ mình bỏ này ra là... Ôi trời ạ, bay đi đâu vậy? Ôi, ngay thẳng vào thùng rác sao? Trời ạ, chán quá. Lần đầu tiên mình làm bánh pancake mà nó bay vào thùng rác rồi. Bà có một ý tưởng tuyệt vời rồi. Nhưng cái bánh pancake hình tròn của bà sẽ trang trí nó bằng pancake bằng hình trái tim. Mong là cháu gái bà thích. Bà đã cho tất cả tình yêu của bà vào đây rồi. Bà sẽ cho thêm một ít siro vào đây nữa nhá. Tất nhiên là những cái quả mọng thật là tươi. Và những cái hình trái tim này sẵn sàng rồi. Sao rồi sếp? Ôi làm ơn đấy. Mình đang đau bụng lắm rồi. Thôi được rồi. Bây giờ thì mình sẽ đổ hai cái này vào cùng một lúc. Bao giờ em ấy nhắc lên thì sẽ rất tuyệt vời. Hãy hiểu rằng đi, chúng ta không thể nào mà đấu tranh được với nhau đâu. Thôi mọi người đừng cãi nhau nữa, em bé sẽ quyết định thôi mà. Wow, pancake của mọi người đẹp quá, còn mình chẳng có gì. Mình cần phải nghĩ ra cái gì đó. Ồ, mình có bánh donut mà. Nó rất là tròn. Nhưng mà nếu mà mình đập như này một phát thì sẽ có bánh pancake. Ơ, nó đâu rồi? Ôi, trời ạ, nó đây mà. Thôi được rồi, chúc em ngon miệng nha em gái. Ồ, wow, trời ạ, mọi thứ trông thật là tuyệt vời. Trừ cái món này ra. Trời ạ, đây là cái gì nữa đây? Ôi. Trời ạ, nhìn thôi đã thấy sợ rồi. Mình không muốn ăn đâu. Ồ, còn cái bánh này thực sự rất là ngon. Chắc chắn là bà làm rồi. Cần phải thử nó nhanh thôi. Trời ạ, vị thật là tuyệt vời. Mình rất là thích bánh pancake của bà. Cảm ơn bà rất nhiều. Wow, trời ạ, cái này là cái gì nữa đây? Cần phải nhấc nó lên sao? Ôi trời ạ, cái này đẹp quá. Wow, đầu bếp ơi, bạn là một thiên tài. Cần phải ăn thử nó nhanh thôi. Ừ, đúng rồi, cái này thực sự rất là ngon đấy. Nhưng mà rất là khó để tìm xem mà ai người chiến thắng, bà hay là đầu bếp. Chọn bà, chọn bà. Không không, phải chọn mình. Mình có thực sự là rất tuyệt vời. Mình chọn bà nhá. Bà ấy có bánh pancake ngon nhất thế giới. Bà sao? Yeah. Này, nghe thấy chưa? Ai là vua pancake ở đây? Mình muốn các bạn làm hài lòng mình với kem trong vòng đầu tiên. Ôi, kem sao? Mình chưa bao giờ nấu kem. Mình hy vọng mình sẽ thành công. Hy vọng kem lạnh. Điều đó có nghĩa là mình không thể thiếu đá được rồi. Cần xay đá bằng sinh tố và xay thật là nhuyễn nó ra nhé. Jess, tôi nghĩ cậu quên mất đậy nắp xay sinh tố rồi. Nhưng không sao, hãy để cục đá sau gáy là một bài học cho cậu nhé. Ai, tại sao tệ quá, kêu tớ với lạnh thế. Này nhá, không buồn cười chút nào đâu. Nhưng phải thừa nhận rằng cô ngã thậm chí còn hữu ích. Tớ tìm thấy cái nắp rồi. Và bây giờ tớ có thể nghiền đá một cách an toàn hơn. Sẵn sàng rồi. Bây giờ nước đá này cần phải chuyển vào trong ly và có thể ăn dễ dàng hơn. Bây giờ còn một cái. Bây giờ mình sẽ đổ cái này vào. Với những cái nước này rất hay. Mình sẽ cho Fanta vào
và nó sẽ có vị rất là tuyệt vời. Tuyệt đúng không? Ôi trời ạ, à, đây là kem gì chứ? Đây chỉ là đá phủ soda thôi. Đây là máy thần kỳ của tớ gần như đã làm xong món kem rồi. Đấy. Tiếp theo, cần mở cái khuôn ra. Và cẩn thận, đổ kem vào trong đó. Đấy, sau đó mình sẽ nhận được một chiếc bánh kem thực sự. Ui, cái này có vẻ rất tuyệt vời đúng không? Bây giờ dùng cái này nhá. Mình sẽ bỏ những cái thứ mà không có tuyệt vời lắm và nó sẽ hoàn hảo như thế này này. Bây giờ mình sẽ cho vào trong tủ lạnh để cho nó đông đá. Cái này sẽ rất là ngon đây, các bạn sẽ thấy thôi. Tiếng gì vậy? Ôi, mọi người nhàm chán quá. Mình có cách nghiền quả mọng thú vị hơn rất rất nhiều lần so với loại kem của các bạn. Sẵn sàng. Bây giờ mình không cần cưa nữa. Quả mọng này rất ngon, nhưng điều này là không đủ đâu. Và bây giờ mình sẽ cho sữa kiêu dẻo và hành động nữa nhá. Chắc chắn mọi người đều rất thích chúng. Bây giờ chỉ cần ngoái thật đều lên thôi. Bây giờ đến lúc phải dùng nitơ lỏng làm kem tớ sẽ đông đá vào. Đấy, thế là có thể bỏ ra được rồi. Bánh của tớ gần như sẵn sàng rồi. Bây giờ mình sẽ bỏ cái khuôn này ra và thêm cái khác. Mình sẽ làm bánh của mình rất nhiều lớp để trông giống như là một cái ngôi đền thực sự. Đấy, bây giờ mình sẽ cho thêm cả sô-cô-la vào nữa. Và mình sẽ phục vụ món kem của mình trong một chiếc cốc rất dễ thương, có hình đầu sọ. Mình nghĩ là trông nó rất là tuyệt vời. Ồ, nhưng lâu đài của đầu bếp này trông rất là tuyệt. Mình không muốn anh ta thắng đâu, nhưng chúng ta sẽ phải thổi nó lên một chút thôi. Một chút thuốc nổ là hoàn hảo cho việc này. Đấy, bây giờ thì mình có thể làm việc tiếp rồi. Các bạn hãy nhìn xem, trông rất là giống não, quá là đẹp. Oh wow, cái này tuyệt vời quá. Trời ạ, mình vẫn chưa bao giờ nhìn thấy cái này đâu. Cần phải thử nó. Nhưng mà từ từ đã, bỏ cái này cuối cùng. Đầu tiên mình sẽ thử cái khác nhá. Thử nào. Ôi, trời ạ. Ôi, đây là nước với cả soda hay sao ấy. Bây giờ mình sẽ thử cái này nhá. Trông rất là tuyệt vời đấy. Ồ, kẹo dẻo sao? Rất tuyệt vời. Ừ, vị rất là tuyệt vời. Nhưng mà cái tiếp theo là cái tuyệt vời nhất. Mình sẽ thử cái lâu đài này. Nào, đầu tiên mình sẽ ăn bánh quế. Cái này là quá tuyệt vời, cực kỳ ngon. Mình muốn ăn từng chiếc bánh là một. Ôi, trời ạ. Ôi. Ôi, cái gì vậy? Trời ạ, chiếc bánh của tớ. Thế là hoạt động rồi nhá. Không, trời ạ, cái này quá nguy hiểm. Người chiến thắng trong vòng này là Wednesday, xin chúc mừng. Mình đã nói rồi mà, chuẩn bị sẵn sàng đi. Trong vòng thứ hai, mỗi một người phải làm cho mình một bánh pizza. Thú vị thật đấy. Đúng vậy, nhưng mà tớ cũng chưa bao giờ nấu pizza. Nhưng mà hy vọng là tớ có thể làm được. Bột là thành hơi cứng rồi đấy. Tớ sẽ làm bánh pizza kẹo đầu tiên trên thế giới. Đấy, Sophie rất thích đồ ngọt. Vì vậy tớ có một cơ hội để chiến thắng rồi. Đầu tiên tớ cần làm tan chảy kẹo dẻo của tớ. Tớ sẽ làm điều đó với máy xé tóc. Sẵn sàng rồi. Bây giờ thì mình sẽ lấy bỏng ngô và kẹo dẻo. Hỗn hợp này nhìn thôi trông đã thấy ngon miệng lắm rồi. Và mình vẫn còn chưa trộn kỹ đâu. Nào, bây giờ thì trộn thật kỹ nhé các bạn. Đây là những gì mình hiểu. Cơ sở dành cho bánh pizza. Trông nó ngon lắm sao. Ôi, trời ạ, bàn tay này là gì vậy? Đây không chỉ là bàn tay, đây là tay của mình. Tay sẽ trộn những chiếc bánh pizza này. Ồ, trông nó làm cũng được đấy chứ, trông buồn cười thật đấy. Chỉ là tay chưa có kinh nghiệm thôi. Được rồi, đừng nói nữa. Thời gian để nấu bánh pizza rồi. Cần làm một chiếc bánh từ bột. Sau đó, phết nó bằng một bột cà chua. Như này này.
Tiếp theo, mình sẽ lấy phô mai và phát huy nó tác dụng. Dùng nó, mình sẽ vẽ một cái này rất hay. Đó chưa phải là tất cả đâu. Bây giờ, mình sẽ cần ô liu. Ôi, những con nhện rất là tuyệt vời. Thật là buồn khi nó không phải thật. Ôi, các bạn ơi, mình đã làm bánh pizza trong suốt phần công việc của mình rồi. Đấy, pizza của mình sẽ là phô mai rất nhiều màu và nó sẽ rất là đẹp đây. Ôi, vâng, cái này trông thật là tuyệt vời. Còn bánh pizza của mình sẽ nướng nhờ súng phun lửa, đi thôi nào. Tuyệt lắm. Ê, ai cho phép mang súng phun lửa vào bếp vậy? Trời ạ, mặc dù bánh pizza của mình cũng sẵn sàng, vậy thì mình cũng cảm ơn Wednesday vậy. Wow, của Wednesday đã xong rồi sao? Bây giờ mình cần phải nhanh chóng thêm các đồ ngọt vào sao thôi. Ví dụ như là rất là nhiều Nutella, thêm kẹo dẻo nữa, và tất nhiên là cả kẹo Skittles. Ôi, nào Sophie ăn đi. Wow, trời ạ, tất cả pizza trông thật là ngon miệng. Mình sẽ bắt đầu từ cái bánh pizza ngọt ngào này. Ăn cái này bằng tay không ổn lắm đâu. Vị rất ngon, nhưng mà quá là ngọt. Bây giờ mình sẽ thử bánh pizza từ Wednesday. Trời ạ, nhìn trông bánh pizza trông cũng đáng sợ đấy. Cái này trông rất là... Từ từ đã, đây là ô liu sao? Nhau ơi, mình ghét ô liu, kinh tởm. Bây giờ chỉ còn bánh pizza từ đầu bếp nữa thôi. Mong là nó sẽ làm mình vui. Trông thật là tuyệt vời. Ồ, trời ạ, mình rất là thích cái này. Các bạn hãy nhìn xem nó kéo dài như thế nào. Nào, không còn cái gì nữa đâu. Đây là bánh pizza ngon nhất trong phòng này. Xin chúc mừng. Ôi, mình đã cảnh báo rằng bánh pizza làm cả đời rồi mà.